ngừng phán xét khi mày không sống cuộc đời tao. Hãy gánh ghép cho những thành công mà tao có là lộc cuốn theo từng cuộc không may mắn bao vây nắng mà tao gánh nỗi nước mắt từng chặng đường đã chạm khắc ATN hôm nay. Tao đó được bao nhiêu khi ở góc phía góc riêng. Stop it boy. Khởi đầu thì tao đã mới chiếc vé vào đại học. Sao lại bắt đầu giữ tương lai tao khi nói ờ. Nói là tao vẫn cứ vững bước giữa dòng đời ngã nghiêng vì bước đường thành công không chân kẻ lười biếng. Đời trên tao rất học tao có được thành công kẻ gây người ghét vẫn đang chửi tao lông bâu. Tao im lặng gửi khi kẻ một túi tiền chất đầu từ một cái tên vô danh vươn lên thành thương hiệu YouTuber. Nhưng mà lớn tao trẻ trâu ô chặt nghĩ tao ngu lắm cơ. Cũng may là vẫn còn đó số đông các fan quen quen
do when she's last one.